không, đừng bao lâu tình về trên muôn nơi, đừng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Sân khấu thì nó mang nhiều cảm xúc hơn là bởi vì tất cả các vị đã được nghe rồi. Có những bài mới mà Phúc trình bày nhiều khi nó không có được hồ hởi lắm bằng những ca khúc hit, nhưng mà tất cả các vị mặc dù là cúp điện nhưng mà mọi người cứ ngồi yên đó nha, mọi ngồi yên nha. Cúp điện rồi. Ngồi yên nha, không ai bỏ chạy nha. Hả? Anh ơi. Dạ. Cúp điện rồi mọi người ơi. Bữa nay là ngày gì á? Hello hát Trúc. Không biết mà hát bài nào nè. Tôi không tin. Tôi không tin nha. Cúp điện rồi Trúc ơi. Sao? Rồi hát hai bài luôn được không? Ok, hát đi. Rồi bây giờ im lặng nghe Phúc hát nha. Nhỏ nha. Ok. Rồi chưa hát nha. Như Phúc nghe tiếng động sao hát được đâu. Rồi. Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say hay khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một làm sao quên hay em đã yêu ai rồi, để tôi còn kịp ngồi mà chúc cho người ta. Có em giữ em chỉ yêu mình em, chồng nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười, lại là lần sau cuối, tôi đây biết vui hay buồn, bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói, trở về bên kia người hay, sống tốt với những tháng ngày. Tôi đứng nơi đây, nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi là người, lúc tôi ở bên người. Hello mọi người, cúp điện rồi mọi người ơi. Các bạn dưới nghe không? Nghe coi. May quá. Tiếp lên ơi, trai đi. Rồi tiếp nha. Dẫu biết tình mình này đã hết thật rồi, người yêu dấu ơi đừng quay lưng hỡi em, hãy nói một lời, nói xong rồi hãy đi, người hỡi cho anh một lý do. Nếu biết được rồi anh sẽ chẳng hỏi nhiều, để em bước đi chẳng làm phiền nữa đâu. Tại sao em không nói cho nhau được tự do, từ nay được quên đường ai nấy đi. Tại sao em chia tay chẳng một lý do. Tại sao em không muốn nói chỉ một lời, để lòng anh bớt hoài nghi, để lòng anh bớt bận tâm.
đừng sợ anh đâu, hãy nói ra đi cho lòng nhẹ lòng hỡi em. Tại sao em chia tay vội vàng hỡi em? Tại sao anh không muốn biết để làm gì? Để lòng anh phải buồn hơn, để lòng anh phải nhọc hơn, để rồi anh đây phải biết em dối gian anh từ rất lâu. Tạm biệt em nhé, chào em. Sống trên đời thì đừng nên chỉ biết yêu mình thôi, phải nghĩ đến nỗi lòng của người ta. Chào em thôi, anh phải xa rời em thôi, tìm kiếm cho anh một người thật lòng với anh. Tại sao em không muốn nói chỉ một lần? Để lòng anh vẫn phải nghĩ, để lòng anh vẫn bận tâm. Đừng sợ anh đau hay không. Có điện là mất điện cũng đâu có làm chúng ta mất vui đâu, đúng không? Hả? À, vui hơn nữa hả? Đừng nói swing cấp lần nữa nhờ. À, cảm ơn tất cả các vị đã cùng hòa nhịp chung với Phúc trong cái không khí vừa rồi, rất là dễ thương nè. À, mặc dù là mất điện nhưng mà nó cũng không làm chúng ta nản lòng. Bây giờ có điện lại rồi. À, mọi người muốn nghe bài nào tiếp theo ạ? Hello chú. À, tại sao? Nhắc lại. Cá gác chó. Okay, rồi. À, thế thì bây giờ như vậy đi. Giống hồi nãy Phúc có chia sẻ đó, thì hôm nay cũng trùng cái ngày mà Phúc cũng không được khỏe lắm. Nên là tinh thần của Phúc thực sự là đứng ở trên đây diễn đó, là nhờ quý vị, nhờ các bạn, nhờ mọi người mà Phúc có tinh thần. Chứ hôm nay cái đầu của Phúc nó cũng không có được ổn, mà nó nhức, nó tưng á, nó làm cho mình không có tập trung và không feel được hết mình. Nhưng mà nhờ có sự ủng hộ cổ vũ của tất cả mọi người nên là đứng nãy giờ trên đây Phúc đã thoải mái hơn rất là nhiều, là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và cũng cảm thấy gần gũi hơn với tất cả mọi người. Nếu như mà ai thuộc còn nhớ ca khúc Càng Gác Trống không? Có mà. Có bạn nào thuộc không, lên hát chung với Phúc được không? Hả? Có bạn nam nào nhớ không? Có không ạ? À? Ai ạ? À? Mời một bạn lên với Phúc nè. Ok, em hả? Hả? À, em cầm cầm, anh tưởng em giơ tay. Nó thì không làm mất thời gian của tất cả quý vị. Phúc xin gửi tới tất cả quý vị và các bạn một ca khúc mà trong năm 2009, đó là lần thứ hai mà Phúc bắt đầu trở lại âm nhạc. Thì nhờ ca khúc này mà nó cũng là một bước đệm trở lại cho Phúc rất tốt. Và bằng chứng là sau khi Phúc ra single này được tất cả các vị khán giả đón nhận rất là nhiều. Một ca khúc của nhạc sĩ Hưng LK, bài hát được mang tên Căng Gác Trống. Xin mời tất cả các vị và các bạn cùng lắng nghe. Nghe đôi tiếng nghe chẹt về qua âm thanh đã quen thuộc từ lâu, như em mới
Hồi nãy mời bạn nam, không có bạn nam nào lên hát hết. Bây giờ Phúc mời bạn nữ đi. Thì bài gì có giọng nữ thì cứ hát. Chứ mọi người thuộc bài nào có giọng nữ của Phúc nè? Mọi người cũng ngơi hả? Dạ chưa có hát nào về Lâm Đồng hết em. Anh không muốn có công cũng được. Bài nào mọi người có bạn nữ đâu mà? Chắc đêm nay bạn nữ nào cũng mắc cỡ hết. Ok. Và sau đây có rồi, có một ca khúc mà tất cả quý vị và các bạn yêu cầu. Phải hỏi trước ban nhạc đó, tại vì mỗi một lần mà khi mà Phúc ra swing hát á, là ban nhạc thay đổi nhân sự liên tục nên phải update mấy chục bài hết. Một chương trình mà lên tập trước mấy chục bài là chắc đuối luôn, là tối phải hát. Và sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh mà từ đầu chương trình tới bây giờ tất cả quý vị đã yêu cầu rất nhiều. Ca khúc được mang tên Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Anh Khóc. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xa quê người, hạnh phúc có không như em?
sao nếu kéo bước chân em phút xây dài chờ một bài thơ mai cứ mất em tôi. À, xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, rồi. Rồi, có rồi, có rồi, có một bạn nữ. Vâng. À, một bạn nữ gửi một tờ giấy rất là dễ thương. Và Phúc nghĩ là cũng gần hết giờ rồi đúng không? À, sẽ có một kỷ niệm rất là tuyệt vời trong đêm hôm nay với một bạn nữ có tên là Vân Anh. Vân Anh đang ngồi đâu ạ? Hello, xin mời em lên sân khấu. À, em cũng Vân Anh nữa hả? Đóng một cái micro này. Nếu ta còn yêu nhau, xin mời tất cả quý vị.
sao bình tĩnh bình tĩnh. À, một cái tay lớn để cho bằng anh được không quý vị? À, cảm ơn sự nhiệt tình của em đã lên sân khấu song ca với anh ca khúc này rất là dễ thương. À, bạn em cổ vũ cho em rất là nhiệt tình. Đỡ luôn chưa? Hả? Trời, hát từ đầu bài tới cuối bài, hát xong rồi em rung quá. Hát xong rồi mới rung. Một lần nữa cảm ơn Văn Anh rất là nhiều. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Rồi. À, và một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đến với Swing để ủng hộ cho mini show của Phúc lần này. Và một lần nữa Phúc xin cảm ơn sự cổ vũ của tất cả mọi người. Hy vọng là tình cảm này sẽ còn mãi nữa. Và rất mong ngày 10 tháng 3 tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một lần nữa đến với Trung Việt Show để ủng hộ cho live show kỷ niệm 18 năm ca hát. Và ca khúc Nếu Ta Còn Yêu Nhau cũng là một bài hát kỷ niệm mà Phúc xin phép nói lời chia tay với tất cả quý vị. Xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, công việc luôn đặc biệt thuận lợi và may mắn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Thank you. Em đi chơi cầm ở đây nè, em đang lên.